nghỉ massage trên tầng 2. Lát mẹ đến ngồi thử xem có thích không nhá. Thôi con mua cho bố mẹ con đi. Mẹ không cần đâu. Với lại mua làm gì tốn kém lắm. Chạy từ từ thôi con. An Nhiên. Chị. Bố đâu rồi? Cháu chào bác ạ. Mẹ ơi, đây là An Nhiên, bạn của con ạ. Em đang vội đưa bé Gôn đi khám răng. Hẹn gặp chị nói chuyện sau nhé. Ok. Bye bye. Thôi con. Cháu chào bác ạ. Wow. Ui, hay còn chưa? Đấy. Đây? Anh thích được không? Anh gắn radar vào người em đấy, không biết à? Lâu lâu phải làm cái đuôi cho vợ con bất ngờ mẹ ạ. Em đang đưa mẹ đi mua ghế massage đấy. Vậy mình cùng đi đi. Mẹ chọn cái nào mắc hết cho con. Ê, cô. Ông biết gì chưa? Biết gì? Ông Vũ cũng về rồi. Thì biết rồi. Cái thằng này. Biết sao ông kêu? Kêu làm gì? Mà có hỏi đâu, mà có liên quan gì đâu. Sao không liên quan? Ông Vũ là bạn thân của nhóm tụi mình. Mà ví dụ như ông chả liên quan gì thì trên đời này cũng còn cái thứ gọi là buôn dư lê. Cái thằng này chả biết gì mùi đời. Bà làm như bà biết lắm. Rốt như con tốt mà. Thì ta thì tuê. Này. Như anh Vũ gặp chị Hà rồi thì phải. Hả? Nhưng mà cái Hà nó đang đi công tác mà. Thì đây, rốt ở cái chỗ đó đây. Chị Hà và anh Vũ ở chỗ công tác. Tôi mới điện thoại cho anh Vũ xong, nghe nói là hai người gặp nhau ở trên đó. Cái gì? Ghê vậy. Ông Vũ không tính làm gì cái hả? Ông tính đập chậu cướp hoa hả? Thì bà tính làm gì thôi. Trên vườn hồng á, có bầy mèo con dễ thương lắm. Sáng mai em rảnh á, thì ghé ra chơi. Em ngủ ngon. Trạm cứu hộ trái tim hôm nay muốn tâm tình với bạn một câu chuyện cũ. Ông trời đã bù đắp cho em một người chồng tuyệt vời và một người mẹ chồng tốt bụng luôn yêu thương em. Anh không tuyệt vời đến thế đâu. Biết đâu có một ngày ê bạn, có cần phải nhìn vợ người khác như thế không? Anh bám theo tôi đến tận đây đấy à? Ngày xưa anh chưa từng theo đuổi em, bây giờ cũng vậy. Con trai của cô đấy à? Bố đứa trẻ, liệu tôi có biết không nhỉ? Vậy là cô cài người theo dõi tôi đây. Có còn việc nào tồi tệ hơn mà cô chưa làm với tôi không? Anh lo vì anh ta sẽ làm hỏng kế hoạch của chúng ta. Giống mẹ cái gì không giống, lại giống đúng cái tính dại trai. Con nghĩ cho dù có chuyện gì xảy ra, con vẫn chọn cách là tin tưởng chồng con. Anh chỉ sợ đến lúc đấy em lại thất vọng vì anh thì sao?